Ngoài Việt Nam, quốc gia nào cũng sử dụng hiệu quả bền bỉ cạnh ánh bạc MiG-21. Mặc dù đã ra đời và được sử dụng từ thời chiến tranh Việt Nam, nhưng tới nay không quân Triều Tiên sử dụng một loạt tiêm kích MiG-21 trong biên chế của mình. Theo nhiều thông tin được truyền thông quốc tế đăng tải, đặc biệt là dựa trên số liệu của Tổ chức Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế, Triều Tiên hiện giờ đang có khoảng 150 cạnh ánh bạc MiG-21 trong biên chế. Tuy nhiên trong số này, chỉ có khoảng 30 chiếc là nguyên bản tiêm kích MiG-21 do Liên Xô sản xuất và cung cấp cho Triều Tiên trong quá khứ. Số còn lại lên tới 120 chiếc là tiêm kích Changzhou Z-7, phiên bản được Trung Quốc sản xuất dựa trên giấy phép chuyển giao công nghệ từ Moscow. Số lượng tiêm kích MiG-21 và Z-7 tổng cộng của Triều Tiên lên tới 150 chiếc đã biến đây thành loại tiêm kích với quân số đông đảo bậc nhất của lực lượng này. Phiên bản Changzhou Z-7 hay còn có tên Hán Việt Tiêm 7 hiện tại là loại chiến đấu cơ phổ biến bậc nhất của không quân Trung Quốc với số lượng lên tới 300 chiếc trong biên chế. Trong khoảng thời gian từ năm 1980 cho tới năm 2006, tổng cộng tập đoàn máy bay Thành Đô của Trung Quốc đã sản xuất 2.400 chiếc Z-7 các loại. Một phần lớn trong số này được Trung Quốc sử dụng để cung cấp cho các nước đồng minh, trong đó có Triều Tiên. MiG-21 tới nay vẫn được tiếp tục sử dụng với vai trò tiêm kích đánh chặn. Tất nhiên, nó vẫn hiệu quả với các loại chiến đấu cơ cùng thời, ví dụ như là F-4 Phantom 2. Vậy nên chừng nào các chiến đấu cơ F-4 Phantom 2 tiếp tục được sử dụng trên thế giới, không có lý do gì để cho toàn bộ dàn MiG-21 về hưu, nhất là khi chúng vẫn còn hoạt động tốt. Loại chiến đấu cơ này được trang bị một khẩu pháo chính cỡ nòng 30mm, tổng cộng 5 giá treo với một giá dưới bụng và 4 giá hai bên cánh, tối đa mang theo được 2 tấn vũ khí các loại. Hiện tại trên thế giới còn khoảng gần 10 quốc gia sử dụng MiG-21 trong biên chế. Trung Quốc là quốc gia có số lượng sử dụng nhiều nhất. Ngoài ra còn có một vài nước khác như Ai Cập, Iran, Pakistan, Sudan, Sri Lanka. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.